Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác đối với sự phát triển của vùng Bắc Bộ. Nhiều doanh nghiệp sợi đang gặp phải khó khăn bởi ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Hôm nay mùng 10 tháng 8 là ngày vì nạn nhân chất độc da cam với câu chuyện không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 1 năm 2019 đánh dấu bước hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Bình với thành phố Hải Phòng, một cực phát triển quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Và tại hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương được tổ chức tại Thái Bình vào sáng nay, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này đối với sự phát triển của vùng Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ngành liên quan của hai tỉnh thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, Hải Phòng được Bộ Chính trị xác định là trung tâm động lực phát triển kinh tế vùng Bắc Bộ và cả nước. Và theo đó, Thái Bình chính là vùng đệm đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế của cả vùng Bắc Bộ. Vì thế, thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã hoạch định lại phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch trục phát triển kinh tế của Thái Bình từ chủ yếu theo hướng Nam, chuyển sang hướng Đông và Đông Bắc, mà trọng tâm là Hải Phòng và Quảng Ninh. Với định hướng này, Thái Bình đã quyết liệt triển khai các dự án về giao thông kết nối với Hải Phòng, như tuyến đường bộ ven biển, cầu phao sông Hóa, quốc lộ 37 và tuyến đường mới từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn sẽ được triển khai, không chỉ đơn thuần giải quyết vấn đề giao thông mà còn hình thành các trục phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình đã và đang triển khai nhiều dự án công nghiệp, thương mại dịch vụ giáp với thành phố Hải Phòng, bao gồm khu cụm công nghiệp thuộc huyện Thái Thụy, Đông Hưng, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, khu công nghiệp Cầu Nghìn, tạo sức hút đầu tư rất lớn vào Thái Bình trong giai đoạn này và những năm tiếp theo. Thời gian tới, Thái Bình và Hải Phòng sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa ở tất cả các ngành lĩnh vực, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến giao thông kết nối. Bên cạnh các loại hình giao thông như đường bộ, đường sắt, đường hàng không sẽ hình thành giao thông thủy nội địa, góp phần trung chuyển hàng hóa, phát triển du lịch giữa Thái Bình, Hải Phòng với các tỉnh trong khu vực. Dù nằm trong khu kinh tế Thái Bình, song đến nay số doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải mới chỉ chiếm 17% số doanh nghiệp toàn tỉnh. Theo thống kê, trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải mới có gần 700 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, số lượng doanh nghiệp của hai huyện này phần lớn tập trung trong địa bàn của khu kinh tế Thái Bình. Theo dự kiến, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, khu kinh tế Thái Bình sẽ thu hút mới khoảng 340 doanh nghiệp, tăng 50%. Giai đoạn 2026-2030 thu hút thêm khoảng 750 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Khu kinh tế Thái Bình được thành lập, có tới hơn 8.000 hecta được quy hoạch để phát triển công nghiệp. Và điều này sẽ giúp cải thiện số lượng doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Tiếp tục với những thông tin kinh tế với câu chuyện khó khăn từ các doanh nghiệp dệt sợi tại Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, lãi suất thấp, tồn kho, bán lỗ, thậm chí là đóng máy đang là tình trạng mà nhiều doanh nghiệp sợi đang gặp phải bởi ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nếu như trước kia, trung bình mỗi tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may An Nam, cụm công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải xuất sang thị trường Trung Quốc khoảng 400 tấn sợi, thì 4 tháng nay, con số này đã giảm xuống gần một nửa. Kèm theo đó, giá của 1kg sợi bán ra cũng sụt giảm 10%, ảnh hưởng không nhỏ đến tổng doanh thu của công ty, buộc đơn vị này phải tìm đến các thị trường nội địa để xuất bán. Với trước khi mà chiến tranh thương mại xảy ra, thì tất cả doanh thu với doanh số và sản xuất là đều là giảm 20%. Cái lợi nhuận ấy, thì
ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cái giá thì người ta mua nó không đáp ứng được cái kỳ vọng của mình, tức là nó không có lợi nhuận và nó thường nó bị lỗ. Hiện nay lỗ mỗi cơ sở tới 4-5.000 đồng một trên 1 kg. Mỗi năm, Thái Bình xuất khẩu trên 39.000 tấn sợi, đạt kim ngạch khoảng 110 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, 90% con số trên đến từ thị trường Trung Quốc. Bởi vậy, chuyển hướng sản xuất, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đang là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới để không bị lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tháng 9 này thì công ty bắt đầu xây dựng một cái nhà máy dệt với công suất khoảng 12 triệu mét vải một năm. Thế thì sẽ tiêu thụ đi một cái lượng sợi nhất định cho cái công ty sản xuất ra. Cái thứ hai nữa là để cái sản phẩm cuối cùng của công ty sẽ xuất vào thị trường Nhật Bản và thị trường Mỹ. Đấy. Hầu hết các chuyên gia đều nhận định nhiều khả năng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa dừng lại do hai bên còn quá nhiều bất đồng chưa thể giải quyết. Nếu vậy, các doanh nghiệp sợi cần có các phương án chiến lược sản xuất phù hợp, theo sát tình hình thị trường, xác định rõ điểm đáy theo kịch bản xấu nhất để chuẩn bị thật tốt cho các diễn biến tiếp theo của thị trường. Thưa quý vị và các bạn, phân công nhiệm vụ cho đảng viên là việc quan trọng hàng đầu của các chi bộ. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên một cách phù hợp vừa tạo động lực cho đảng viên, vừa thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên sẽ mang lại hiệu quả cao cho đơn vị. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Căn cứ mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm, mỗi chi bộ xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp cho từng đảng viên. Tiêu chí phân công là sát thực tế, đúng người, đúng việc. Chẳng thế mà dù công việc gia đình bận mải, song chị Nguyễn Thị Cúc, công nhân công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu, nhiều năm liền là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong công việc thì mình chấp hành tốt cái chủ trương nội quy quy chế của công ty, thì mình cũng là một đảng viên, mình phải cố gắng là làm tốt để tất cả các thành viên cũng để học tập nói theo. Với gần 70 đảng viên, chiếm hơn 1/10 tổng số cán bộ, người lao động toàn công ty, tổ chức đảng và mỗi đảng viên nơi đây luôn thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu. Muốn đảng viên thực hiện tốt được nhiệm vụ của mình thì cấp ủy phải có cái sự phân công và giám sát cái công việc của từng đảng viên, phát động cho đảng viên có cái ngày công cao, rồi là kỷ luật lao động tốt, rồi chất lượng sản phẩm tốt. Thì có như thế thì quần chúng người ta nhìn vào thì người ta mới thấy được cái vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên. Các cái đảng viên thuộc đảng bộ công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu hầu hết giữ các cái vai trò trọng trách từ tổ trưởng cũng như các cái chức danh quản lý công ty. Do đó là thông qua cái nhiệm vụ chuyên môn, cái chức trách nhiệm vụ được giao thì phát huy cái vận tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, cũng như là tuyên truyền vận động các cái quần chúng để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của mình. Nhờ chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, nhất là việc phân công công tác cho đảng viên, đảng bộ công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng bình quân của đơn vị luôn ở mức 2 con số. Tổng doanh thu năm ngoái đạt gần 200 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 6 tỷ đồng. Dự kiến năm nay, phấn đấu doanh thu đạt 240 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường thôn, đường nội đồng được nhà nước và người dân đầu tư hàng chục tỷ đồng. Nhưng sau thời gian đi vào sử dụng, nhiều tuyến đường đã không được duy tu bảo vệ và đang có nguy cơ xuống cấp. Nhiều tuyến đường thôn, đường nội đồng được thiết kế mặt đường rộng đến 5 mét để phục vụ cho việc đưa máy móc cơ giới vào sản xuất. Thế nhưng đến nay, cỏ mọc tùm, lấn hết cả đường đi. Nhiều đoạn cỏ mọc đến 2/3 mặt đường. Đó là chưa kể việc một số hộ dân trong quá trình canh tác đã làm xói lở phần nền đường, dẫn đến tình trạng đường bị nứt gãy cục bộ. Để mỗi con đường, mỗi công trình sau khi được đầu tư phát huy hết công năng, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thì ngay từ bây giờ, các địa phương cần có chương trình kế hoạch cụ thể để duy tu bảo dưỡng các công trình, đặc biệt là công trình giao thông thôn làng, giao thông nội đồng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự bảo vệ các công trình mà chính họ đang được hưởng lợi. Nhà máy nước sạch Quỳnh Giao có công suất thiết kế lên tới hơn 13.500 mét khối một ngày đêm. Địa bàn cung cấp nước trải rộng tới 16 xã của huyện Quỳnh Phụ. Nhờ thực hiện tốt công tác đấu nối lắp đặt,
cũng như các phương án kỹ thuật vận hành nên nước sạch được cung cấp ổn định đến tất cả những nơi vùng xa hẻo lánh. Bên cạnh đó, nhà máy nước còn làm tốt các dịch vụ chăm sóc khách hàng nên tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sạch của nhân dân tăng theo thời gian. Hiện đã có gần 95% số hộ dân trên địa bàn 16 xã sử dụng nước sạch của nhà máy. Bên cạnh việc cung cấp nước ổn định, đơn vị còn làm tốt công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nước, đảm bảo nước cung cấp đến từng hộ dân sạch và an toàn, nâng cao sức khỏe của người dân trong sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Chuyển sang những tin tức thị trường mới được cập nhật. Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, giá vàng trong nước đã rời mốc 42 triệu đồng một lượng. Mở cửa sáng nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41,52 triệu đồng một lượng mua vào và 41,82 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào. Tại Thái Bình, giá vàng mua vào ở mức 40,9 triệu đồng một lượng, bán ra 41,5 triệu đồng một lượng. Tuy giá vàng có giảm nhẹ, song đây vẫn là mức kỷ lục trong vòng 6 năm qua. Theo các chuyên gia, về dài hạn, giá vàng sẽ đứng vững ở trên mốc giá 40 triệu đồng một lượng. Năm nay, tỉnh Thái Bình đã chuẩn bị hơn 3 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập, bổ trợ các loại. Giá các loại sách giáo khoa tăng nhẹ từ 1.000 đến 1.800 đồng một cuốn. Do đó, một bộ sách giáo khoa tăng thấp nhất là 6.500 đồng một bộ, cao nhất là 25.000 đồng một bộ. Đây cũng là năm cuối cùng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Vì thế, tỉnh Thái Bình đã chủ động nhập sách với số lượng lớn, không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Có một lưu ý đó là thị trường sách hiện nay thì vẫn có tình trạng in lậu, in giả. Vì vậy mà phụ huynh cũng như là các em học sinh thì nên đến những cái đại lý và hiệu sách uy tín để tránh tình trạng mua phải sách không đảm bảo chất lượng. Thời lượng tiếp theo của bản tin tối nay dành cho các vấn đề giáo dục đang được quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt 1 có hơn 351.000 thí sinh trúng tuyển lấy từ điểm thi Trung học phổ thông quốc gia. Kết quả tuyển theo các phương thức khác không lấy từ điểm thi là hơn 35.000. Các thí sinh này đã được đưa ra khỏi danh sách tham gia xét tuyển đợt 1. Một thông tin đáng chú ý khác đang gây ra sự lo ngại khi vụ việc bỏ quên một học sinh trên xe dẫn đến em này tử vong. Dư luận chưa hết phẫn nộ thì mới đây, các giáo viên trường mầm non Tư Thục Tuổi Thơ đóng tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lại bất cần tắc trách khi dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ khiến ba trẻ bị bỏng phải nhập viện. Theo đó, vào chiều ngày 9 tháng 8, khi đang dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ cho 25 cháu từ 1 đến 5 tuổi, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào một chiếc mâm để dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ. Lúc này, gió từ cửa sổ thổi vào đã tạt ngọn lửa và cồn đang cháy vào 3 học sinh, khiến 3 em bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Hiện nay các cháu đã được chuyển lên Bệnh viện Quân y 103. Có thể thấy đây cũng là những cảnh báo cần đảm bảo sự an toàn tại các trường học chuẩn bị bước vào năm học mới. Không chỉ vậy, tình trạng nhà vệ sinh bẩn xuống cấp trầm trọng tại nhiều trường học hiện nay đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ khi đến trường. Thông tin từ phóng viên Hà My. Những công trình vệ sinh xuống cấp không đạt chuẩn không những ảnh hưởng đến cảnh quan của nhà trường mà còn ảnh hưởng đến chính sức khỏe của các thầy cô giáo cũng như học sinh đang theo học tại nhà trường. Nhà vệ sinh bẩn, chật chội, thiết bị hỏng hóc, thiếu cả xà phòng rửa tay. Đó là thực trạng chung tại nhiều trường học tại Thái Bình hiện nay. Thống kê của ngành y tế cho thấy 40% ca nhiễm tiêu chảy ở học sinh bắt nguồn từ trường học. Nhà vệ sinh bẩn cũng là nơi chứa rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm như tay chân miệng, tả, viêm đường ruột. Công trình vệ sinh xuống cấp hoặc không đảm bảo cũng ảnh hưởng tới tâm lý học sinh và tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục của các trường. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 10 tháng 8 là ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Với quan điểm không bỏ ai lại phía sau, cùng với việc đảm bảo chế độ chính sách, công tác chăm sóc, giúp đỡ và hỗ trợ đời sống cho nạn nhân chất độc da cam dioxin được thành phố Thái Bình quan tâm, qua đó đã tạo động lực cho những nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Là nạn nhân của chất độc da cam, ông Seo lập gia đình sinh được 3 người con thì mất 2. Vợ ông bỏ đi khi con út mới 3 tuổi. Hơn 30 năm ông ở vậy chăm con. Thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà, không có điều kiện để sửa sang nhà cửa. Mùa mưa bão năm nay không còn là nỗi lo của ông Nguyễn Xuân Gieo, vì giờ ông đã có được căn nhà khang trang do Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố cùng sự chung tay góp sức của họ hàng làng xóm. Gia đình ông Gieo sửa chữa được ngôi nhà kiên cố.
Nhà cửa thì nó đục sụt, mưa đó thì ở không được, bố con cũng chẳng ở nhà được mà cũng chỉ có nằm viện thôi. Ở trên đây thì các anh thành lập ở ban của địa phương, của phường với ở trên thành phố, anh cứ thế là coi làm giúp mà là ấn định cho tôi là ngày nào là, cho tôi là ấn định ngày về nhận thì coi như về biết nhận đấy. Thì cuộc sống của chúng tôi nó cũng có cái cải thiện. Chính quyền các cấp trong thành phố đến các xã phường tiếp tục quan tâm giúp đỡ cho hội về cơ sở vật chất cũng như tạo điều kiện cho hội có cái nguồn kinh phí để giúp đỡ nâng cấp sửa chữa nhà cho nạn nhân và tặng quà cho nạn nhân và đồng thời trợ cấp cho những nạn nhân có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để họ vơi đi nỗi buồn và vượt lên số phận để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố vẫn đang hàng ngày đối diện với nỗi đau về vật chất, tinh thần và khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Để xoa dịu nỗi đau da cam, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, giúp họ vượt qua khó khăn và hòa nhập với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sân chơi văn hóa làng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít tổ chức là chương trình dành cho bà con nông dân. Sự vào cuộc của chính quyền địa phương, niềm phấn khởi của bà con nông dân nơi chương trình diễn ra đã tạo nên thành công của sân chơi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí chuẩn bị cho sân chơi văn hóa làng tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà sẽ diễn ra vào ngày mai 11 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, sân chơi văn hóa làng số 3 năm 2019 sẽ được tổ chức tại khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Sân chơi với nhiều trò chơi dân gian độc đáo cùng những tiết mục văn nghệ đặc sắc sẽ đem đến cho quý vị khán giả cũng như là bà con nông dân những phút giây thư giãn, góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của đất và người nơi đây. Đây là lần đầu tiên sân chơi văn hóa làng được tổ chức tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Nên mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các thành viên tham gia sân chơi vẫn hăng say tập luyện. Không chỉ người lớn mà các em nhỏ đến từ trường mầm non của xã cũng rất hào hứng tham gia, để đem đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước, sự đổi mới trên quê hương của nhà bác học Lê Quý Đôn. Truyền hình Thái Bình tổ chức rất nhiều các chương trình vui chơi văn hóa làng ở các địa phương khác. Năm nay với Độc Lập thì chúng tôi là người dân rất là phấn khởi. Lần đầu tiên là được lên truyền hình, thế thì bà con rất phấn khởi, nhưng mà là luyện tập các bài múa hát, tham gia trò chơi dân gian. Tôi nghĩ rằng đây là những trò chơi dân gian thì là những cái trò chơi rất là bổ ích và lý thú và đã làm vơi đi những mệt nhọc khó khăn của ngày lao động sản xuất. Chuẩn bị cho sân chơi, xã Độc Lập đã huy động các hội đoàn thể trong xã cùng vào cuộc, chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết để sân chơi diễn ra an toàn. Đồng thời cùng ekip sản xuất chương trình, dàn dựng các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian, với mong muốn đem lại nhiều niềm vui, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của người dân. Quê hương Độc Lập chúng tôi đã có cái văn hóa văn hiến từ lâu và cái văn nghệ văn hóa đã có sẵn trong như vậy là quần chúng nhân dân ở các thôn làng. Thế nên là khi mà như vậy được huy động các thôn làng tham gia vào cuộc là rất vui tươi và phấn khởi, tạo điều kiện kể cả về tinh thần vật chất để như vậy này chúng tôi như vậy phối hợp với đài truyền hình để sản xuất một chương trình sân chơi vừa bổ ích và lý thú. Nhóm nhảy Lyricist của Việt Nam trở thành quán quân của cuộc thi nhảy Super 24 mùa thứ 8 vừa diễn ra tại Singapore. Đây là câu chuyện truyền cảm hứng không chỉ dành cho các thế hệ vũ công Việt Nam mà cho tất cả mọi người. Chỉ cần có đam mê, nhiệt huyết và kiên trì, chúng ta sẽ đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống. Được thành lập vào năm 2012, Super 24 được phát triển để xây dựng cộng đồng dance ở các đội cấp tiểu học, trung học và đại học. Từ ý tưởng mục tiêu đơn giản ban đầu là mong muốn thúc đẩy sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần đồng đội thông qua vũ điệu dành cho các nhóm nhảy Singapore. Đến nay, quy mô của Super 24 đã mở rộng phạm vi ra cả khu vực Đông Nam Á, từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan đến Việt Nam, Philippines. Vâng, và những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.